Đối với người Lào thì cuộc sống của họ gắn liền với lại các ngôi chùa, vì hơn 90% là dân số Lào theo Phật giáo và Phật giáo Nam Tông. Là thấy là một cái cô gái thiếu nữ người Lào cực kỳ xinh gái đúng không mọi người? Chị này nói chuyện với Việt Nam thôi không? Không, nó ngam lại. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại chùa Wat Saga thuộc thành phố Bát Xới, tỉnh Champasak. Và phía sau lưng Bùi Hồ đây là những cái vật phẩm cúng Phật ngày Tết. Tuy nhiên có nhiều cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn á, mà chưa tìm hiểu về thì không biết ở đằng sau lưng Bùi Hồ đây là những cái gì. Thì đây là những cái tháp chứa những cái phần cốt của những người đã mất á. Nhà nào mà càng khá giả thì cái tháp đó nó có độ điêu khắc càng tinh tế và càng to. Tuy nhiên thì những nhà mà nó bình thường thì có những cái tháp nó lại nhỏ hơn. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn đến đây để chia sẻ cho cô bác quý anh chị về một cái tục lễ gọi là ăn Tết của người Âm đó như thế nào. Thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị ở đoạn sau này. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Thì Bùi Hồ có nhận thấy hình ảnh hai anh này đang si vai đi, đang là vẽ lại những cái tháp cốt của mọi người, cũng giống như là lễ hội, cũng giống như là tục tảo mộ ở Việt Nam vậy á. Đây vì đây là ngày cuối cùng trong năm vừa qua, họ cũng chuẩn bị những cái phần nhà cho người Âm để ăn Tết cho được nó được tươm tất và sạch sẽ. Ở đây thì mọi người có thể thấy là có những người thì người ta đã vẽ từ trước rồi đó, người ta đã sơn vẽ từ trước đó rồi. Tuy nhiên thì có những cái phần tháp cốt thì lại chưa được sơn vẽ lại như ở đây. Một cái hình ảnh mà tất cả các bạn cũng như là cô bác quý anh chị thấy nó cũng khá là đau lòng ha. Đây là hai đứa bé người Lào đang bày biện bán những cái món ăn như là từ xúc xích nè, hoặc là những cái tôm mà công nghiệp á, hoặc là chả viên để bán cho những cái người Phật tử đi viếng chùa. Tuy nhiên á, cái nơi bán á, thì nó lại khá là phản cảm mọi người. Đây là cái phần cốt của những người đã mất. Đây là phần cốt của những người đã mất. Và đây là hai đứa bé Lào đang mưu sinh. Gùi thì đậu cũng khá là nhiều luôn. Lâu lâu thì cái tay của bé phải đuổi gùi. Bây giờ ngồi sâu vô nè. Một loại cây đặc trưng của ngày Tết ngay tại Lào. Mọi người có thể thấy rằng là bạn này đang hái cái bông của nó nè. Và đặc biệt cái bông nó màu vàng rất là đẹp nha mọi người. Tuy nhiên là nó chỉ ra bông vào đúng vào những ngày tháng 4 như thế này thôi. Và cây này thì mọi người có thể thấy nó gần như là nó mọc hoang dại, chứ không phải giống như mọi những loại cây kiển của Việt Nam. Thấy không? Chỉ cần nhiều bông nó là được rồi, là đẹp rồi. Mọi người có thể tự nhiên hái vẽ như thế này. Một cái cây rất là đẹp luôn. Chắc có lẽ là vào giữa tháng 4 như thế này thì cây này nó mới cho hoa. Mà cái hoa của nó đó, nó lại màu vàng rất là rực rỡ. Cũng như là cầu mong họ tin rằng màu vàng của cây nó đem lại sự may mắn cho bản thân mình cũng như là cho gia đình. Và họ hái rất là nhiều. Có thể là họ sẽ để ở trên này, sau đó là họ sẽ đem về, họ sẽ bỏ vô nước mọi người. Wat Lào, Cà Khun, Dok Khun, tên tiếng Lào nó là Dok Khun nha mọi người. Ở đây là một vị sư nhỏ đang treo những cái hoa của ngày Tết ngay tại Lào để mà chuẩn bị nghi thức cúng Phật vào chiều nay mọi người, cũng như là đón Tết, một cái Tết khá là quan trọng ngay tại Lào, đó là Tết Bun Pi Mai. Lào thì cúng vào ngày Tết thì diễn ra 3 ngày. Trong đó thì ngày cúng Phật thì sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 4. Và sau khi cúng Phật xong thì họ sẽ tham gia một cái lễ hội gọi là lễ hội hốt nằm theo tiếng Lào, hay còn gọi là lễ hội té nước theo tiếng Việt. Và bây giờ thì mọi người có thể thấy là các Phật tử đang ngồi ở đây để chờ, để dâng cơm lên cho các vị sư để dùng cơm trưa mọi người.
và các vị sư ở đây thì chỉ dùng một buổi cơm trưa chính là lúc 11 giờ. Mỗi một ngày như vậy đó thì chỉ dùng một bữa duy nhất thôi. Chiều thì họ không ăn gì nữa. Và cái cách dùng cơm như thế nào thì tí xíu nữa Bùi Hồ sẽ chia sẻ thêm cho cô bác quý anh chị hiểu rõ thêm về các vị sư tu theo trường phái Nam Tông cũng như là các sư ở Lào ha. Và chúng ta thấy những cái vật dụng ở đây cũng trang trí khá là thủ công và thô sơ. Tuy nhiên màu sắc chủ thể ở trong cái chùa thì đó là màu vàng. Đó, màu vàng là chính nha mọi người. Cũng như chắc có lẽ là nhiều cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn hỏi tại sao ở trong cái ngôi chùa Nam Tông hay nói chung là ở trong các ngôi chùa Khmer cũng như là các ngôi chùa ở Lào nói riêng thì có nhiều những cái tháp như vậy, và cái tháp này dùng để mục đích gì? Thì đây là những cái tháp để mà tháp cốt của những người đã mất đó mọi người. Thì họ sẽ hỏa thiêu và sẽ đem vô chùa để cho các sư có thể tụng kinh niệm Phật để họ nghe được kinh Phật từ các nhà sư á. Mọi người có thể thấy là ngày hôm nay là ngày 14 thì ở ngay tại một cái ngôi chùa ở Lào, chắc có lẽ là đây là một gia đình họ đến đây để mà họ cho phần cho những người âm á, ăn Tết. Và thậm chí là nhờ các sư á, sẽ buộc một cái sợi chỉ vô cái phần cốt ở trong cái ngôi tháp này nè mọi người. Thì không biết là như thế nào. Đây là lần đầu tiên mà Bùi Hồ có thể chứng kiến được cái cảnh này, chia sẻ cho mọi người biết. Thì cô chú anh chị nào mà ở Lào cũng như là biết về cái phong tục ở Lào có thể cho Bùi Hồ biết ha. Đây là một cái gia đình họ đi giống như là dọn nhà cho những người âm, những người đọc phước ăn Tết đó mọi người. Đang buộc chỉ vào cái phần cốt hay sao á. Tục buộc chỉ vào cổ tay hay buộc chỉ vào những cái vật dụng ở trên ở nhà đó thì đó là một cầu mong sự may mắn á. Ở đằng xa kia là các hũ cốt của mọi người. Đây là lần đầu tiên mà Bùi Hồ thấy được cái tục này của người Lào. Họ đi đến chùa và họ mặc một cái trang phục khá là đẹp, đó là quấn sợi gông. Họ quấn sợi gông mặc cái áo trang phục truyền thống của Lào. Ở trên vai thì có tròn một cái khăn. Ở trên kia thì có một người đang đem cái phần cốt đó để mà đối với người Lào thì cuộc sống của họ gắn liền với lại các ngôi chùa, vì hơn 90% là dân số Lào theo Phật giáo và Phật giáo Nam Tông. Khi họ mới sinh ra thì sẽ được các sư làm phép, đem ngôi chùa cho các sư làm phép. Lớn lên thì tu báo hiếu, cưới vợ của ngôi chùa, và thậm chí mất đi á thì phần hài cốt của họ cũng sẽ được gửi vô chùa luôn. Mọi người có thể thấy là các sư vừa cúng thì họ vừa phun cái chai nước ra giống như là dội vừa té nước thôi mọi người, té nước cho người ăn. Đây là phần cốt của mình. Đây là các cây vàng, cây tiền, cây vàng mà dân y cho các vị sư. Đây là các phần y của các vị sư này. Một ăn mình này hả?
Ở Lào thì việc mà các Phật tử mà đụng vô thân thể các vị sư là một điều gì đó gọi là xúc phạm đó mọi người. Nên khi đi Lào thì mọi người cần phải lưu ý các vị sư được rất là tôn trọng. Dạ Việt Nam. Dạ Việt Nam. Dạ Việt Nam. I'm on the travel holiday will be made. Dạ Vietnam travel. Dạ yeah, thank you. Do you speak English? Dạ. Yeah. Do you speak English? Dạ. Dạ thank you. Dạ. Dạ. Và đây là các sư đang làm ban nước gọi là nước hoa nước thơm cho các Phật tử mọi người. Và thậm chí họ còn xịt dầu thơm vô cái phần mũ cốt ở trong kia. Đây là một trong những cái nghi thức của ngày Tết ở Lào. Cũng giống như ở Việt Nam thì có ngày tảo mộ vào ngày ngày 23 tạo mộ để cho phần người âm ăn Tết thôi mọi người. Thì nó, nhưng mà nó sẽ khác hơn. Ở đây người ta sẽ mở một cái tháp cốt, ở trên kia lấy cái phần cốt và cho các sư làm phép. Và không phải là phải các chồng họ con cháu sẽ đến đây để cúng vái ở ban phước lành. Được các sư mà giờ lên đầu như vậy là một điều gì đó rất là may mắn. Dạ. Rất là đẹp luôn. Trang phục của người Lào khá là đặc sắc. Vì đa phần là người Lào họ dệt thổ cẩm rất là đẹp như chị này nè. Cái thổ cẩm chị này là mọi người có thể thấy. Dạ. Si bay đi. Dạ Việt Nam. Em Việt Nam. Dạ. Travel holiday will be made. Dạ. Lào Việt Nam du lịch. Ở anh này nói chuyện đi. Dạ. Có mấy ngày đi có mấy ngày? 5 ngày. 5 ngày. Dạ. Dạ hôm nay em mới đến đây mới biết cái lễ này tục này. Dạ. Mấy 2 người. Dạ, 2 người. 2 người. Dạ. Dạ. Ồ cái này gia đình rồi. Gia đình của mình đang cúng cho người âm. Ông nội ba nội. Cho ông nội ba nội. Dạ. Anh bố mẹ. Dạ bố mẹ. Anh em mẹ. Dạ. À, những người đã mất mình sẽ cúng vào những ngày Tết. Dạ đúng rồi. Dạ. Một Tết một lần. Chỉ một lần thôi. Ngày cuối cùng của năm. Rồi mình sẽ xịt dầu thơm vô. Dạ dầu thơm cho bà này. Dạ. Giống như là cho người ông bà mình ăn Tết. Dạ. Giống như mình 30 Tết là đi mời ông bà về quê nhà ăn Tết. Đúng. Dạ dạ cảm ơn. Dạ xin bà đi khập chai lại. Chỉ biết mấy. Sắp phạt. Ngâm lại. Bạn gái này rất là xinh mọi người. Mọi người có thể là thấy là một cái cô gái thiếu nữ người Lào cực kỳ xinh gái đúng không mọi người? Chị này nói chuyện Việt Nam thôi không? Không. Nó ngam lại. Cảm ơn. Thank you. Cảm ơn. Ăn cơm Việt Nam. Kim khẩu. Kim khẩu. Ăn cơm. Rất là vui vẻ. Mọi người có thể thấy là người Lào họ rất là thân thiện không? Và bây giờ thì sau khi mà các sư mà cúng xong á mọi người, cũng như là ban phước á cho các Phật tử thì các phần cốt sẽ được quấn lại và sẽ đem lại tháp. Theo chia sẻ của một anh là người trong gia đình này đó thì họ nói rằng đó là mỗi một năm chỉ lấy ra được một lần ở trong cái tháp này thôi, và tùy vào cái độ khá giả của gia đình mà cái tháp này sẽ được xây với là những cái kiến trúc nó cái những cái điêu khắc nó khác nhau, và thậm chí là đây là một cái tháp khá là cổ đúng không mọi người? Có nghĩa là lâu năm ông bà này chắc có lẽ
là đã mất, mất lâu năm rồi. Lắp cái cốt. Cốt hả? Đúng rồi, để ở ngoài luôn hả? Không, hồi đem lên đó là. À, có nghĩa là bê xuống. Bê xuống để cho sư làm phép. Spidey. Đây là cốt, hai cốt bác của cha mẹ, ông bà cha mẹ các bác. Khi mà Tết đấy là sẽ lên bê xuống. Và sau đó là sẽ làm phép. Và bây giờ thì người ta sẽ quấn lại, sau đó sẽ để an vị ở trên cái phần tháp này mọi người. Đó. Cái tháp này thì mọi người thấy có một cái tượng nữ thần, đó là nữ, hình như là nữ thần Apsara. Cũng giống như ở các nước khác thì phần ăn Tết người Dương thì dọn nhà để ăn Tết, thì phần người Âm cũng như vậy. Và đặc biệt là họ rất nghiêm túc trong cái phần trang phục như thế này. Và này sẽ bê lên để khóa lại. À, cái phần mộ bia đợi trước cái phần cốt kia. Vì một số hình ảnh cá nhân riêng tư nên mình không thể nào quay trực diện được nha mọi người. À, không có khóa mà chỉ để là cái tấm bia thôi. Cái tấm bia để phần trước lại. Và như thế là xong một buổi cúng. Và thậm chí là này để hai cái giống như hai cái chậu bông ở Việt Nam, nhưng mà được thiết kế từ cái lá dừa và bông vàng thọ. Một điều khá là hay là sau khi cúng á, thì ở trước cái phần mộ này, những cái chai nước á, thì này dọn rất là sạch sẽ ha. À, bây giờ gia đình cũng đang đi về. Cặp trai lại lại. Cảm ơn.